Bệnh viện Trung ương Huế cho biết trong mùa bão lụt kéo dài tại các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, số lượt bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, bệnh vi khuẩn ăn thịt người, nhập viện tại bệnh viện này tăng đột biến với gần 30 ca trong chỉ hơn 1 tháng rưỡi. Nhiều bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn của bệnh khi đã có tình trạng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn hoặc suy đa tạng. Và trong các bệnh nhân nhập viện có 50% bệnh nhân đến từ các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 50% đến từ các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo lý thuyết, bệnh Meliodosis còn gọi là bệnh Whitmore do trực khuẩn gram-âm Pucoderia pseudonelli gây ra. Vi khuẩn được tìm thấy trong đất, nước bẩn, trong các cánh đồng lúa gạo và các vùng nước tù động trong khu vực, lây lan sang người và động vật qua tiếp xúc trực tiếp với các nguồn ô nhiễm. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bệnh Whitmore hoàn toàn có thể phòng tránh và điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm, điều trị bằng các loại kháng sinh đặc hiệu.